Ngày 27 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bầu cử đối với Ban Thường vụ huyện ủy Định Hóa. Làm việc với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các thành viên phụ trách bầu cử của huyện. Theo báo cáo của Ban Thường vụ huyện ủy Định Hóa, sau hiệp thương lần 3, huyện Định Hóa có 59 đại biểu chính thức để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, cấp xã 791 người đủ tiêu chuẩn ứng cử tại 165 đơn vị bầu cử để bầu 478 đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Huyện cũng đã thành lập 8 ban bầu cử cấp huyện với 72 thành viên và 165 ban bầu cử cấp xã với 1.328 thành viên. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương ở các cấp đảm bảo dân chủ công khai, đúng pháp luật, số lượng cơ cấu thành phần những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với dự kiến, đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu. Bên cạnh đó, huyện cũng đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thành lập các đoàn xuống kiểm tra và hướng dẫn cơ sở về công tác bầu cử. Sau khi kiểm tra hồ sơ, tại buổi giám sát các thành viên trong đoàn đã chỉ ra một số tồn tại và yêu cầu huyện định hóa, chỉnh sửa theo đúng hướng dẫn của luật bầu cử. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Hùng, trưởng đoàn giám sát của tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Định Hóa cần tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền về bầu cử đến đông đảo quần chúng nhân dân để số lượng cử tri đi bầu cử đạt cao nhất, kiểm tra lại danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết tập trung giả soát những cử tri tạm trú, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử, quan tâm vệ sinh môi trường khu vực diễn ra bầu cử. Cùng với đó triển khai thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp bầu cử.